Rồi bây giờ thầy sẽ sửa cái bài uh, buổi số 3 các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái bài uh, uh, liên từ on uh, despite trước nè, câu số 1. Rồi câu số 1 uh, các bạn bước đầu tiên các bạn làm là các bạn vui lòng giới hạn lại bốn câu. Ví dụ như bốn câu các bạn chuyển giới hạn là thành hai câu thôi được rồi. Bằng cái việc là các bạn chỉ còn xác định cái câu ở trong đề á, là nó đang là cái mệnh đề hay là một cụm danh từ các okay, bạn ha thì rõ ràng câu trong D nó chắc chắn đang là khi là, là chủ ngữ Hasn't won rõ ràng đang là động từ thì chắn đây là một mệnh đề mệnh đề thì ít nhất là các bạn giới hạn lại thẻ còn câu B và câu C ok các bạn ha rồi thì bị chỉ còn một xác định về nghĩa thôi ok rồi cái okay, bây giờ dịch này, các bạn ha à, cho đến bây tận bây giờ anh ấy vẫn chưa có một cái giải vô địch nào được chưa Chris là một cái người vận động viên có tiềm năng thì rõ ràng hai tến như thế nào rồi các bạn Chắc chắn là tương phản rồi thì vui lòng sử dụng chọn thầy câu B Rất đơn giản ha Mặc dù anh ấy vẫn chưa đạt được một cái giải vô địch nào cho đến tận bây giờ uh, Chris vẫn là một cái người vận uh, động viên mà rất là tiềm năng Promising athlete Tiếp tục câu số 2 Rồi câu số 2 giới hạn lại thầy ha Rồi các bạn thấy rõ ràng losing là mất đúng không các bạn Đó khi anh đang động động từ tiếng in Thì chắc chắn là giới hạn lại cho thầy đó chính là uh, C hoặc là D Bởi vì thầy nói các bạn rồi C và D thì sau đó là động từ thành in giới hạn lại Vậy các bạn coi về nghĩa thôi các bạn ha. Rồi losing the election đó chính là thu cái cuộc bầu cử. Được chưa? Cô ấy được gì đấy các bạn? Các bạn thấy to be worse rồi sau đó đọc các bạn thấy thêm id nữa thì chắn là cái này nó đang bị động nè. Được chưa? Thu cuộc bầu cử, cô ấy được gọi là uh, tôn vinh hoan nghênh. Đó ok ha. Tiếp tục các bạn thấy chữ S. Chữ S mà sau đó là một cái danh từ hoặc một cụm danh từ các bạn không dịch là khi hoặc là bởi vì nữa mà các bạn dịch dùm thầy đó chính là như là nhóm thầy nhớ các bạn s mà cộng với một danh từ thì chỉ là như là ok rồi cô ấy được khen ngợi cô ấy được tán dương cô ấy được hoan nghênh như là một trong những gọi là cái người prominent nhất Được chơi prominent bữa thầy dạy các bạn rồi đó chính là lỗi lạc nhất xuất sắc nhất để kiểu như là bầu uh, kiểu như là tranh cử tổng thống ok thì rõ ràng một cái là mất. Uh, uh, kiểu như là thua cái cuộc bầu cử mà lại được xem là một trong những cái người mà gọi là Uh, nổi bật nhất Nổi lạc nhất thì chắc là hai vế tương phản thì chắc chắn chọn thầy câu c ok bạn ha ôm lại từ vựng các bạn ha hell đó chính là động từ nó sẽ mang nghĩa là tuyên dương uh, mang nghĩa là hoang nghênh được chứ các bạn đó tán dương và prominent ôm lại nghĩa nó sẽ mang nghĩa là uh, ừ. lỗi lạc xuất sắc xuất chúng và election đó chính là cuộc bầu cử ok và run for the election kiểu như là uh, tranh cử tổng thống ok bạn ha tranh cử tiếp tục có số 3 giới hạn lại với thầy luôn các bạn ha rồi các bạn thấy the fact that thì chắc chắn là nó chỉ có thể là một là despite hai là due to đúng không các bạn đó ok ha vậy coi từ nghĩa thôi bởi vì bữa thầy nói các bạn rồi the fact that thì chắc chắn là trước nó phải là mình đang sử dụng một là despite hai là due to hoặc là because of mà cái nào có because of thì sẽ sử dụng due to vô nghĩa các bạn ha rồi Ralph managed to find Jenny Ram manage trong trường hợp này nó không có nghĩa là quản lý các bạn ha khi nào chữ manage mà mang nghĩa là quản lý khi mà sau đó là một cái danh từ ví dụ như manage the company được chưa đó là quản lý cái công ty hoặc là manage the office là quản lý cái văn phòng thì sau manage là danh, danh từ thì các bạn mới dịch là quản lý Còn nếu mà manage mà sau đó là true động từ nguyên mẫu Thì các bạn vui lòng dịch cho thầy đó chính là gì? Đó chính là xoay sở làm được cái việc gì đó Được chưa các bạn? Đó chứ dịch là làm được cái việc gì đó thôi Ok các bạn ha Rồi thì câu này dịch là gì? Craft đã tìm thấy được Jenny Ok các bạn ha chứ mình không dịch là Red làm được tìm thấy Ok các bạn ha bởi vì chỉ manage to để mà có thể dịch một cái cầm một cái câu bằng tiếng Việt cố định á thì trong tiếng Việt mình không có câu đó được chứ bạn cho nên là để dịch được manage to thì tùy tình huống tùy câu mà các bạn dịch đúng với người cảnh thì nó sẽ phù hợp hơn ok thì câu này tại dịch đơn giản là gì Red đã tìm được thấy Jenny được chưa các bạn rồi cái thực tế rằng là có nhiều người ở cái concert thì chắc chắn là có nhiều người mà lại có thể tìm thấy được xoay sở được cái việc đó thì rõ ràng hai vế đang tương phản thì chắc chắn chọn thể đó chính là despite despite the facts that mặc dù có một cái thực tế đó chính là rằng có rất là nhiều người ở trong buổi hòa nhạc tiếp tục câu số 4 rồi giới hạn lại thầy ha rồi các bạn coi nè the prize illness rồi các bạn phân tích giúp thầy thì các bạn thấy chỉ phẩy s này phẩy s thì nó sẽ có hai cái ý nghĩa của nó một là nó là sở hữu cách. Đúng không các bạn? Đó ok. Và cái thứ hai, đó chính là nó là viết tắt của to be is. Thì các bạn coi thử cái này đang là sở hữu cách hay là to be is. Nếu mà nó là sở hữu cách thì chắc chắn sau nó là danh từ. Còn nếu mà nó là to be is thì sau đó phải là tính từ. Đúng không các bạn? Thì chủ ngữ to be rồi sau đó nó tính từ. Đúng không bạn? Rồi thì các bạn coi chữ illness này, illness các bạn thấy rõ ràng đang là dấu hiệu của danh từ rõ ràng chưa thì chắc chắn cái này illness là căn bệnh thì coi thử cái này chắc chắn là đang là một cái sự hữu cách à, kêu các bạn ha căn bệnh của bride bride đó chính là cô dâu Ok à, các bạn ha rồi thì coi thử cái này chắc chắn giới hạn lại nguyên cái này nó sẽ là một cái cụm danh từ thì giới hạn lại là một là câu b hai là câu c thì coi là bởi vì hay là uh, mặc cho Ok à, các bạn ha rồi họ quyết định hoãn cái đám cưới được chữ bạn thì rõ ràng là phải là giữ bạn Ờ... Uh, mà cho cái uh, do cô do bị bệnh cho nên là họ, họ phải hoãn đám cưới để chơi thì chán chọn thầy đó chính là câu C because of or due to ok thì các bạn nhớ thầy sau decide thì động từ phải có to giúp thầy các bạn ha và postpone đó chính là mình uh, mình hoãn trì hoãn đó các bạn ok thì nhớ thầy postpone trì hoãn nó sẽ đồng nghĩa với một cái phrasal verb một cái cụm động từ đó chính là um, put off nhớ thầy các bạn ha put off một cụm động từ put off cũng là trì hoãn rồi câu số 5 the flight was cancelled rồi là cái chuyến bay nó đã bị hủy là chứ chuyến bay nó bị hủy rồi về sau the air traffic controller strike một lần nữa các bạn cũng thấy đó chính là chỉ dấu phẩy đúng không các bạn đó ok ha thì dấu phẩy thì chắc chắn nó chỉ có thể là sự hữu cách thôi chứ nó không thể nào là to be được Tú be y khi nào khi mà nó phải s còn này dấu phải thôi thì chắc chắn 100% câu này đang là sở hữu cách thì sau sở hữu cách nó chỉ có thể là danh từ thủ bằng thì chắc chắn nguyên cái cụm này nó là một cái cụm danh từ được chưa thì rõ ràng các bạn đâu biết nghĩ đó đúng không bạn các bạn đâu biết nghĩ đó ok cái từ quan trọng để làm được câu này đó chính là cái từ strike nếu mà các bạn không biết nghĩ strike thì nhiều khả năng là bạn phải lụi được chưa thì chắc chắn một nó là câu b hai là câu d được chưa nhưng mà giờ bắt bắt đầu các bạn suy luận nè được chưa thì các bạn coi chuyến bay nó bị hủy thì sau đó thì nhiều khả năng là người ta phải phải gọi kiểu như là nói ra cái lý do đúng không bạn chuyến bay nó bị hủy chứ giải bộ mà chuyến bay bị hủy mặc dù mặc dù gì chẳng lẽ mặc chuyến bay nó bị hủy mặc dù trời mưa hả mặc dù trời đẹp hả thì trường hợp mà xuất hiện như vậy nó rất là ít đúng không bạn đó cho nên là chuyến bay bị hủy thường nếu mà các bạn là tính ý á, thì khả năng phía sau là người ta giới thiệu ra cái lý do tại sao nó bị hủy mà lý do thì thầy sẽ chắc chắn thầy dùng đó chính là bị cơ bởi vì lúc đầu mình đã giới hạn giữa cô b và câu d rồi ok thì câu này sẽ chọn là câu b đây là đối với cái trường hợp mà các bạn chưa biết nghĩa ok các bạn ha nếu mà các bạn đã biết nghĩa rồi thì các bạn có thể biết được nghĩa chữ strike danh từ nó sẽ mang nghĩa đó chính là cái cuộc đình công cái cuộc bãi công được chưa thì câu này thì gì đó chính là chuyến bay nó đã bị hủy do cái cuộc bãi công của bởi vì sở hữu cách thì các bạn dịch của thôi chứ của gọi là cái uh, air traffic controller thì cái này các bạn khỏi cần biết cũng được được chứ các bạn đó ok ha rồi thì câu này sẽ chọn câu b thì các bạn nhớ thầy từ vựng strike đó chính là cuộc đình công được chưa và cancel đó chính là hủy hồi nãy thầy có uh, postpone đồng nghĩa put off là trì hoãn các bạn ha thì bây giờ chỉ cancel là hủy luôn thì thầy có một cái phrase of verb nó cũng mang nghĩa là hủy đó chính là call off giúp thầy ok tiếp tục câu số 6 The student denied plagiarizing of the test. Rồi bây giờ, trước khi mà các bạn làm, các bạn dịch thì các bạn giúp thầy loại bỏ trước các bạn ha. Vế sau các bạn coi nè. The teacher caught her in the act. Thì rõ ràng the teacher là chủ ngữ nè. Caught là động từ quá rõ ràng thì chắc chắn cái này là một vấn đề. Thì giới hạn lại thầy một là câu C hay là câu A thì coi về nghĩa thôi. Được chưa? Rồi các bạn coi giải bộ các bạn không biết chỉ plagiarizing đi. Để tính sau các bạn ha. Các bạn bắt đầu các bạn có thể là uh, dự đoán nghĩa của nó. Rồi thì ít nhất các bạn phải biết những chữ deny chứ đúng không đó thì các bạn coi này các bạn chỉ còn biết được hai từ trong câu này thôi là các bạn có thể hiểu được những câu này rồi đó chính deny và chữ caught caught là quá khứ khác các bạn ha rồi các bạn vô nè cái người học sinh deny là phủ nhận cái việc gì đó được chứ các bạn trong cái giờ kiểm tra phủ nhận cái việc gì trong giờ kiểm tra được chưa cái người giáo viên bắt bắt cô ấy giả bộ các bạn không biết catch her catch her caught her in the act mang nghĩa là gì nhưng mà các bạn có thể dự đoán đêm nay là gì cái người học sinh phủ nhận cái việc gì trong bài kiểm tra rồi cái người giáo viên đó chính là bắt cô ấy thì rõ ràng trong bài kiểm tra bắt gì các bạn chắc chắn là bắt tài liệu này chưa mà phủ nhận cái việc gì chắc chắn là có thể phủ nhận cái việc đó chính là copy phủ nhận cái việc gian lận thì đây là cách mà các bạn có thể suy luận được được chưa các bạn rồi thì mình có thể hiểu năm nay là gì cái người học sinh là phủ nhận cái việc có thể là gian lận phủ nhận cái việc gì đó mà nó tiêu cực đúng không bạn phủ nhận thì phải phủ nhận cái gì đó tiêu cực chứ đúng không mấy đứa là là người học sinh là phủ nhận có thể là cái việc copy cái việc gọi là gian lận ở trong bài kiểm tra được chứ bạn đó vế sau giáo viên bắt thầy trọng mà vẫn là phủ nhận thì rõ ràng là đang tương phản thì câu này thầy chọn đó chính là câu c thì bắt đầu các bạn học thầy đó chính là gì deny nó mang nghĩa là phủ nhận nhưng mà phải nguyên mẫu nha deny y dài nha các bạn thì sau deny là động từ phải luôn thêm yên giúp thầy và thầy có động từ plagiarize động từ nó sẽ mang nghĩa là uh, đó chính là gian lận hoặc là đạo nhái được chưa bạn thì các bạn thấy rõ ràng là bữa thầy nói với các bạn rồi ise thì chắc chắn là dấu hiệu của động từ rồi okay, các bạn ha thì rõ ràng động từ thêm yên thỏa cái điều kiện sau deny động từ thêm yên và uh, học thêm một cụm chính là catch someone in the act nó sẽ đồng nghĩa với catch someone red handed đó chính là bắt tại tròn ai đó bắt quả tan hoặc là bắt tại trận các bạn ha. Rồi thì câu này chắc chắn chọn thầy câu C. Rồi tiếp tục uh, hồi bữa mình còn uh, hình như là ba câu về từ loại part of speech chưa làm đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ viết câu số 6 giúp thầy. Câu 6 rất là dễ các bạn ha. Artist người họa cái người nghệ sĩ. Artist ngoài mang nghĩa là họa sĩ nó phải còn vẫn còn mang nghĩa là uh, nghệ sĩ các bạn ha. Người nghệ sĩ must be phải thì bạn thấy rõ ràng có be rồi. Thì nhiều khả năng sau đó là danh từ hoặc là tính từ hoặc là động từ nhưng mà bị động. Đúng không các bạn? Nhưng mà giờ các bạn coi nè, trong câu này động từ có động từ nào? Nó có động từ không? Nó không có động từ luôn. Thì rõ ràng không loại bỏ đi trường hợp động từ bị động, chỉ có thể là một là tính từ, hai là danh từ. Nhưng nhiều khả năng các bạn ha, nhiều khả năng nếu mà có bi ở đây thì nhiều khả năng sau đó là tính từ. Còn nếu mà danh từ á thì trước nó thường sẽ phải có mạo từ. Mà các bạn coi, bi rồi sau đó không có mạo từ thì có thể trong câu này nó cũng không còn danh từ luôn được chưa các bạn đã ok nhưng mà giờ mình bắt đầu mình xét kỹ xét kỹ bằng cách nào đó chính là về nghĩ đúng không các bạn thì coi nè artist must be nghệ sĩ cần phải cái gì đó được chứ bạn nghệ sĩ cần phải về phân tích a b danh từ phải thì phải một cái tính từ chứ chứ sao mà phải một cái danh từ được chứ đúng không các bạn thì có thể loại bỏ là câu a và câu b nó là danh từ dấu hiệu danh từ là gì e t và ok thì chỉ có thể là câu c tính từ dấu hiệu đó chính là đuôi y được chưa các bạn thì dịch đó chính là nghệ sĩ là phải luôn sáng tạo được chưa? Otherwise nếu không thì họ chỉ có thể lặp lại những việc mà họ thấy hoặc là họ nghe. Ok các bạn ha. Rồi bây giờ thầy sẽ phân tích cho bạn cái sự khác biệt giữa creativity và creation các bạn ha. Thì các bạn nhớ thầy creativity là danh từ, nó sẽ mang nghĩa đó chính là cái tính sáng tạo. Được chưa bạn? Đó cái creativity là tính sáng tạo nó là danh từ của tính từ creative được chưa? Còn creation nó là danh từ của nó không liên quan gì tới creative nữa các bạn. Chính nó là danh từ của động từ create được chưa các bạn? À, nó là danh từ của động từ create. Create là động từ là tạo, còn danh từ là cái sự hình thành được chưa các bạn? Đó cái danh từ creation là cái sự hình thành, cái sự tạo nên cái việc gì đó. Ok thì rõ ràng creativity và creation đều là danh từ nhưng mà nghĩa của nó liên quan gì hết trơn Ok Rồi. thì câu này sẽ chọn đó chính là câu C. Create. Tiếp tục câu số 7 It's hard to Nó khó để cái gì đó Thì rõ ràng phải có cấu trúc gì rồi Is tính từ sau đó tu thì chắc chắn là phải là động từ của bạn quá dễ Thì giới hạn là A, B, C, D câu này là động từ Các bạn thấy Shin là danh từ C, R thì nhiều khả năng là danh từ Và Y thì dấu hiệu của nó là tính từ Thì chỉ có thể là cậu B mà thôi Thì dấu... dứt... dứt cái thẻ đó chính là cậu B Nó khó để cạnh tranh Để thi đấu với cái người ứng cử viên đó Với cái người thí sinh đó Với cái người đối thủ đó thì thầy có cái danh từ contestant đó chính là gì thí sinh đối thủ được chứ các bạn ở ờ, các bạn hoặc là ứng cử viên được chưa rồi since sinh trong trường hợp này chắc chắn thầy dịch đó chính là bởi vì đó, ok bởi vì anh ấy là một cái người rất là mạnh người nào các bạn coi nè chữ one chữ one này thầy không dịch là uh, một nữa nha các bạn chữ one này thực tế nó chính là cái từ contestant đó được chứ các bạn đó, ok nhưng mà thầy không muốn viết lại chữ contestant nữa bởi vì nó bị lặp cái từ contestant cho nên là thầy trong tiếng anh để tránh cái việc lặp thì thầy sẽ sử dụng đó chính là cái từ one Rồi chữ bạn không dịch là một nha các bạn, chữ one nó đứng phía sau, nó sẽ thay thế cho một cái danh từ phía trước để tránh cái việc lặp. Ok các bạn ha, thì nhớ cái điều này giúp thầy nha các bạn. Rồi. Thì câu này dịch lại, nó rất là khó để gọi là uh, cạnh tranh với cái người đối thủ đó, bởi vì anh ấy là một cái người thí sinh rất là mạnh. Rồi tiếp tục câu cuối cùng nè. Uh, nhưng mà bắt đầu ôm từ vẫn chút xíu comparison. Nó comparison đó chính là cuộc thi. Cuộc thi thì đếm được nhưng mà competition nó còn mang nghĩa đó chính là sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh là một danh từ không đếm được các bạn ha. Tiếp tục compete là động từ. Nó mang nghĩa là đó chính là thi đấu hoặc là cạnh tranh này. Và con C competitor đó chính là cái người đối thủ. Nó sẽ đồng nghĩa contestant mấy đứa ha. Và ở cùng competitive dấu hiệu y đó chính là tính từ. Nó sẽ mang nghĩa là hiếu thắng. để các bạn, đó các bạn ha. Đó nó thường mô tả tính cách của một người để kia, hoặc là nó mang nghĩa là cạnh tranh. Ví dụ thầy có đến chính là cái thị trường uh, ngày nay nó rất là cạnh tranh thì thầy dùng tính từ competitive nhưng mà muốn mô tả một người thì sẽ dịch đó chính là hiếu thắng okay, các bạn ha và câu cùng câu số 8 rồi các bạn coi nè các bạn thấy to be is ngay đây thì chắc chắn trước nó là chủ ngữ và sau đó very thì chắc chắn chỉ có thể sau nó là tính từ mà thôi thì các bạn giới hạn lại trong câu này cái nào tính từ chắc chắn là câu a và câu b bởi vì cờ E là dấu hiệu của danh từ nè được chứ các bạn cần hình pha là gì ở tính sau ok các bạn ha thì có thể là câu a và câu b nó là dấu hiệu của tính từ được chưa chắc chắn là cô cô b các bạn phải biết kiểm thầy nó mang người là tự tin còn có al thì nhiều khả năng nó là tính từ bởi vì bữa thầy nói các bạn al là cái hậu tố nó dấu hiệu của tính từ thì một là có a hoặc có b thì các bạn xét về nghĩa thôi được chưa thì cái vấn thì các bạn phải biết nghĩ được chữ matter thầy cái vấn đề này nó rất là cái gì đó cái vấn đề này nó không thể là dịch là vấn đề này nó rất là tự tin đúng không các bạn đó ok thì thì dịch tiếp nè vấn đề này rất là tự tin thì nghĩa trong tiếng việt nó không có nghĩa hết trơn á tiếp tục đừng có thảo luận nó ở ngoài cái công ty rồi chưa thì rõ ràng cái vấn đề nó nó phải như thế nào chứ chứ sao mà vấn đề này nó tự tin được rồi chứ bạn à, ok thì rõ ràng câu này mình giả bộ không biết nghĩa của a nhưng mà các bạn cũng thể uh, quay lại các bạn chọn câu a bởi vì chọn câu b thì nghĩa nó không phù hợp thì có thể chọn câu a chúng ta ok thì uh, nghĩa của từ này đó chính là bảo mật các bạn ha thì nếu mà nghĩ cái này nó quăng vào thì nó sẽ phù hợp hơn cái vấn đề này nó rất là bảo mật cho nên là không được thảo luận nó ở ngoài công ty ok các bạn ha thì các bạn học thêm thầy cái tính từ confidential tính từ nó sẽ mang nghĩa là bảo mật là chưa và nhớ thầy từ vựng matter danh từ nó sẽ mang nghĩa đó chính là cái vấn đề ok và động từ các bạn nhớ thầy nha matter danh từ là vấn đề nhưng động từ nó sẽ mang nghĩa đó chính là quan trọng ok các bạn ha động từ mang nghĩa là quan trọng à, ví dụ thầy muốn nói là gì ví dụ thầy muốn nói đó chính là nó có một cái gọi là một cái phong trào ở bên Mỹ không phải bên Mỹ nữa mà nó là một cái phong trào ở khắp thế giới rồi các bạn cái phong trào này nó xuất hiện cách đây khoảng 2 đến 3 năm trước nó rầm rộ rất là lớn ở bên Mỹ đó chính là cái phong trào Black Lives Matters được chưa bạn đó thì rõ ràng các bạn coi nè trong câu này nó không có to be thì rõ ràng matter nó đang mang chức năng là động từ thì matter động từ nó mang nghĩa là quan trọng vậy chủ ngữ là gì chủ ngữ là Black Lives được chưa bạn Black Lives là chủ ngữ nó sẽ liệt chữ Live này không phải là sống nhưng mà chữ Live này đã kiểu như là kiểu như là con người đó đang nói về con người đó nói chứ thì Black là đen thì kiểu như là sự sống của những người da đen hoặc là cuộc sống của những người da đen hay là những cái người da màu nói chung thì đều quan trọng bởi vì tại sao là có phong trào đó bởi vì cách đây hai năm trước là nó có một cái sự kiện đó chính là uh, một cái người da màu bị giết chết bộ bởi một người cảnh sát da trắng chứ, cho nên cái sự việc đó nó xem như là một cái giọt nước tràn ly Ờ, trong gọi là cái sự kiện ở bên Mỹ à, cho nên nó đã giấy lên cái phong trào này được chưa thì đây là một cái ví dụ cho cái động từ matter đó chính là quan trọng Được chưa bạn đó thì học thầy động từ matter ok ha xong bài này